Ta sẽ cùng học bài ôn tập về phép cộng và phép trừ tiếp theo, trang 83. Bài 1 tính nhẩm. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng các bảng cộng trừ chúng ta đã học. Và chúng ta sẽ tính được ra kết quả như thế này. 12 cộng 6 bằng 6, ở đây chúng ta tự điền ra. Cái này rất là đơn giản bởi vì nó là thuộc cái bảng cộng bằng trừ chúng ta học rồi, còn chúng ta cần phải học thuộc rồi. Thế này cần nhìn phép tính chúng ta sẽ biết là kết quả là bao nhiêu rồi. Ở đây không hướng dẫn bài này nữa. Bài tập 2. Đặt tính rồi tính. Chúng ta sẽ đặt tính 68 cộng 27. Bài 2 nhé. À, 68 cộng 27. 8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 6 cộng 2 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 56 cộng 44. 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 5 cộng 4 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10. Chú ý, hai số 0 thẳng cột với hàng đơn vị và hàng chục. Số 1 viết lệch cho bên trái. 82 trừ đi 48. 2 không trừ được 8, lấy 12 trừ 8 bằng 4, viết 4, nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5, 8 trừ 5 bằng 3, viết 3. Ý B. 90 trừ đi 32. 9, à 0, không trừ được 2, lấy 10 trừ 2 bằng 8, viết 8, nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4, 9 trừ 4 bằng 5, viết 5. 71 trừ đi 25. 5 không trừ 1 không trừ được 5, lấy 11 trừ 5 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4. 100 trừ 7, chúng ta chú ý phép tính trừ này. 100 là số có 3 chữ số, thế 7 là số có 1 chữ số, 7 là 7 đơn vị. Như vậy ta phải viết thẳng với chữ số 0 ở hàng đơn vị của số 100. 0 không trừ được 7, lấy 10 trừ 7 bằng 3, viết 3 nhớ 1. Nhớ 1 sang hàng chục để trừ đi. Thật đấy, 0 không trừ được 1. 0 không trừ được 1, lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9, nhớ 1. Nhớ 1 tiếp sang hàng trăm để trừ. 1 trừ 1 bằng 0, viết 0. Trừ lại phép tính này nhé. 0 không trừ được 7, lấy 10 trừ 7 bằng 3, viết 3, nhớ 1. 0 không trừ được 1, lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9, nhớ 1. 1 trừ 1 bằng 0, viết 0. Bài tập 2 là các phép tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100. Bài tập 3. Điền số 17 trừ 3. 17 trừ 3 bằng 14. Tiếp theo lấy cái kết quả này trừ tiếp đi 6. 14 trừ 6 bằng 8. 17 trừ 9 cũng bằng 8. Đây ta thấy là 3 cộng 6 thì bằng 9, đúng không? Thế đều là 17. Và đây đều là 8, ta thấy kết quả là đều là 8, đúng không? Hiệu đấy, đều là 8. Và cái số bị trừ đều là 17. Còn số trừ thì ta thấy là đây là trừ đi 3, trừ đi 6, đây là trừ đi 9. Ta thấy 3 cộng 6 bằng 9. Vậy 9 lại là tổng và 3 và 6 lại là số hạng. Như vậy ta thấy là trừ đi tổng thì cũng bằng trừ đi lần lượt các số hạng của tổng đó. Nha. Khi ta trừ một số cho một tổng thì cũng bằng trừ đi trừ số đó cho lần lượt các số hạng của cái tổng đó. Đấy là cái nhận xét. Ý B. Ý C cũng tương tự như vậy để chúng ta tính. B. 15 trừ đi 4. 15 trừ 4 bằng 11. 11 trừ đi 2 bằng 9. 15 trừ 6 bằng 9. 16 trừ 9 bằng 7. 16 trừ 6 bằng 10. 10 trừ 3 bằng 7. 14 trừ 8 bằng 6. 14 trừ 4 bằng 10. 10 trừ 4 bằng 6. Bài 4. Thùng lớn đựng được 60 lít nước. Thùng bé đựng được ít hơn thùng lớn 22 lít nước. Hỏi thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước? Bài toán đã cho biết thùng lớn đựng được 60 lít nước. Thùng bé đựng được ít hơn thùng lớn 22 lít nước. Bài toán hỏi thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước?
chúng ta chú ý ít hơn, đây chính là bài toán về ít hơn. Bài toán về ít hơn chúng ta sẽ làm phép tính trừ. Bài chúng ta sẽ tóm tắt, có thể tóm tắt bằng hai cách, đó là bằng lời hoặc bằng sơ đồ đoạn thẳng. Bài 4. Tóm tắt. Sơ chúng ta tóm tắt bằng cách thứ nhất, đó là bằng lời. Thùng thứ nhất. Phải thùng lớn đúng không? Thùng lớn là 60 lít nước. Thùng bé ít hơn. Ít hơn là 22 lít nước. Hỏi thùng bé là bao nhiêu lít nước? Chúng ta ghi là chữ lít đây cô. Lít nước. Ở bài tóm tắt bằng cách 2. Thùng bé. Thùng lớn trước. Thùng bé. Thùng lớn là 60 lít nước. Vẽ một đoạn thẳng. Đây là 60 lít. Thùng bé ít hơn thùng lớn 22 lít. Ít hơn. Ta sẽ kẻ một đoạn ngắn hơn. Chú ý ở chỗ này phải bằng này nhá. Một đoạn ngắn hơn. Đúng không? Cả chỗ này là 60 lít. Chỗ này là cái đoạn mà thùng bé ít hơn đây, 22 lít đây. Và đây người ta đang hỏi chỗ này là bao nhiêu lít. Bao nhiêu lít. Đấy. Ta thấy cái đoạn này chính là bằng đoạn này đúng không? Vậy là ta thấy cả đoạn dài này trừ đi cái đoạn này thì sẽ ra cái đoạn này. Mà đoạn này thì bằng đoạn này. Như vậy muốn tính thùng bé ta sẽ lấy cả 60 lít này trừ đi 22 lít. Bài giải. Thùng bé đựng được số lít nước là 66 lít. 66 trừ 22. Đáp số 44 lít nước. Ngoài ra chúng ta cũng có thể trả lời một câu trả lời khác, câu lời giải khác, ví dụ số lít nước thùng bé đựng được là, hoặc là thùng bé đựng được số, đây chúng ta đã trả lời câu này rồi, thùng bé đựng được số lít nước là, hoặc là số lít nước thùng bé đựng được là, hoặc là thùng bé đựng được là cũng được. Bài số 5. Viết phép cộng có tổng bằng một số hạng. Viết phép cộng có tổng bằng một số hạng. Ta thấy một phép cộng đúng không? Phép cộng thì có đây là số hạng đúng không? Số hạng và đây là tổng. Sau dấu bằng là tổng. Đây người ta yêu cầu là viết phép cộng có tổng bằng số hạng. Vậy ta cứ cho một số hạng là 5 đi, đúng không? Thì cái tổng nó sẽ bằng một số hạng, bằng cái số hạng này, chính là bằng 5, đúng không? Số hạng còn lại là bao nhiêu? Người thấy viết là gì? À, là 5 cộng 5 bằng mấy? 5 cộng mấy bằng 5? À, bằng 0, đúng không? 5 cộng 0 bằng 5. Vậy phép cộng có phép cộng 5 cộng 0 bằng 5. Hoặc là ta có phép tính khác.
có tổng bằng một số hạng. Đây, viết hạng thứ nhất là 3 thì cho cái tổng nó bằng 3 đi, đúng không? Đấy, cho bằng cái số hạng này đi. Thế thì 3 cộng 0 bằng 3. Hay số hạng của nó là 24 đi. Cộng với lại số hạng này chưa biết, không biết. Đấy, chúng ta thấy tổng bằng một số hạng như vậy, tổng sẽ bằng cái số hạng này 24. Vậy là ở đây điền là 0, đúng không? Tôi thấy là ví dụ 15 cộng với lại một số nào đó bằng cái tổng là cũng bằng số hạng này là bằng 15. Vậy ta thấy cộng với 0 thôi thì bằng 15, đúng không? Như vậy ta sẽ cộng với, ta sẽ thấy là các phép tính này đều cộng với 0. Cái số hạng đều cộng với 0 thì cộng với 0 thì đều bằng số hạng đó, đúng không? Như vậy ta có thể viết được rất nhiều phép tính mà có cái tổng bằng một số hạng này. Năm cộng không bằng 5, 10 cộng không, 10 cộng không bằng 10, 100 cộng không bằng 199 cộng không bằng 99. Đấy, nhiều lắm, rất là nhiều. Cứ các phép tính một số cộng với không và bằng chính cái số đó. Có rất nhiều phép tính. Chúng ta hãy tự suy nghĩ và viết ra. Còn rất nhiều số khác nữa. Chúng ta lấy một số bất kỳ nó cộng với không. Đấy, thì ra kết quả là bằng cái số, lấy số nào cộng với không thì cũng vẫn bằng chính số đấy. Cứ viết như vậy là rất nhiều phép tính. Chúng ta sẽ viết một vài phép tính ở đây, người ta yêu cầu là viết phép cộng có tổng bằng một số hạng. Chúng ta có thể viết vài phép cộng ở đây có tổng bằng một số hạng ở đây. Chứ người ta không yêu cầu là viết một phép tính, mà cho nên người ta chỉ nói chung chung là viết phép tính, đúng không? Như vậy chúng ta có thể viết một vài phép tính mà chúng ta thích.